những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết về các quốc gia trên thế giới. Hãy cùng mình xem nhé! Quốc đảo Tuvalu kiếm được khá tiền từ việc cho các trang web thuê tên miền .tv. Ở Bulgaria, gật đầu tức là không đồng ý. Ở Anh, muốn xem TV bạn phải trả tiền để được cấp giấy phép. Vatican là đất nước nhỏ nhất thế giới, với diện tích chỉ 0,44 km. Canada là quốc gia có nhiều hồ tự nhiên nhất trên thế giới, chiếm hơn một nửa số hồ trên thế giới. Ở Hà Lan, học sinh bắt đầu nghỉ từ buổi trưa ngày thứ 4 trong tuần. Ở Slovakia, vào ngày lễ Phục sinh, các chàng trai sẽ dội nước vào người các cô gái và dùng roi da vỗ nhẹ vào mông họ. Swaziland, quốc gia nhỏ bé ở phía nam châu Phi này có luật cấm các phù thủy bay cao quá 150 mét trên những chiếc chổi bay của họ. 97% số lượng heroin trên thế giới được chế xuất tại Afghanistan. Djibouti, nếu bạn ghé thăm quốc gia ở châu Phi này, hãy mang thật nhiều chai nước bởi nước ngọt ở đây khan hiếm tới nỗi nước đóng chai có thể được chấp nhận như một phương thức thanh toán. Trung Quốc có chung đường biên giới với 14 nước. Xứ Guinea là quốc gia có nhiều rừng nhất thế giới. Nếu tính cả các vùng lãnh thổ ở nước ngoài thì Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới với khoảng 12 múi giờ. Brunei, không có ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở Brunei bởi quốc gia Đông Nam Á này kiếm tiền từ việc bán dầu mỏ. Quốc gia có đường bờ biển lớn nhất thế giới là Canada, trải dài 202.080 km. Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trên thế giới không có sông. Về mặt kỹ thuật, ngọn núi cao nhất thế giới là Mớ Nó Khai ở Hawaii, chứ không phải đỉnh Everest, với tổng chiều cao là 10.210 m.